Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Thống Nhất đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ đảng viên tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Phạm Văn Ray, đảng viên chi bộ ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung là một điển hình như thế. Đây là con đường dẫn vào khu vực trạm 11, ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung. Trước đây, hơn 20 hộ dân canh tác tại khu vực này phải đi theo những con đường tạm, nhỏ hẹp trong lô cao su để vào dãy nhà mình. Mùa mưa, việc đi lại vận chuyển nông sản càng khó khăn vất vả hơn. Thấy được nỗi vất vả của bà con, năm 2015, ông Phạm Văn Ray đã không ngần ngại hiến gần 1 hectare đất mà trị giá thời điểm đó lên đến cả tỷ đồng để mở đường giao thông nông thôn. Bản thân tôi cũng đã góp phần làm được cái việc là thiện để hiến đất là mở đường cho bà con đi. Chúng tôi cảm thấy là phấn khởi, mình đã làm được một cái việc công ích để góp phần cho bà con trong khu vực đi lại được khang trang. Thì đối với gia đình thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng, không những ở khu vực này mà ở khu vực là chỗ khác trên địa bàn ấp Lạc Sơn, bản thân tôi đi tới đâu cũng mạnh dạn là đưa đường, mở đường và đưa điện vào để phục vụ sản xuất, để giúp cho bà con trong từng khu vực nói riêng và cái địa bàn Lạc Sơn đến nay cũng đã có đường, có điện khang trang và phục vụ sản xuất được dễ dàng. Nhờ diện tích đất gia đình ông Ray hiến, con đường giao thông dài hơn 1,5 km, rộng 6 m đã hình thành. Không dừng lại ở đó, thực hiện chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Ray lại đứng ra vận động bà con nơi tuyến đường đi qua, đóng góp để làm đường bê tông. Tuy nhiên, do nhiều bà con điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên khó có thể đóng góp kinh phí để xây dựng tuyến đường. Không ngần ngại, ông Ray lại tiếp tục tình nguyện đóng góp thêm 500 triệu đồng, tương đương 50% tổng kinh phí để cùng với nhà nước bê tông hóa con đường. Sau khi hoàn thành tuyến đường, ông Ray đã vận động bà con nơi đây cùng nhau đóng góp kéo điện về khu sản xuất. Nhờ có đường, có điện nên việc sản xuất cũng như đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con rất thuận lợi. Là con đường mà trước nó là đất nô cao su của bà nuôi thì toàn là đi tắt, đi lại nó đường trình này nó khó khăn lắm, cho nên là tôi được ông Bảy Ray này, ông ấy cũng mua đất trong này rồi ông cũng công hiến cho được một số đất này theo ranh đường, theo ranh bờ rẫy thì ông tổ chức mở con đường ra, thật là đáng quý. Mà con đường này thì phải nói là khi mà mở ra thì gia đình tôi và tất cả mọi người trong khu xóm này làm rẫy thì đi lại nó rất dễ dàng và làm ăn nó rất phấn khởi. Việc nêu gương của đồng chí Phạm Văn Ray thì rất là nhiều, không chỉ là hai cái đường này, hiến đất đường này, điền, mà trong những cái khó khăn hoặc là những cái việc gì của ấp, của xã thì đồng chí đều chúng tay đóng góp để hỗ trợ. Thì đó là một sự thực hiện, một cái sự nêu gương và thể hiện cái sự lan tỏa trong nhân dân, và cũng là một cái người gương mẫu đi đầu vì cái việc chung của xã. Nhờ những cái việc như vậy mà Quang Trung đã khơi dậy được cái nguồn lực nhân dân để xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh trên xã. Sự tiên phong gương mẫu của những đảng viên như ông Phạm Văn Ray đã thể hiện sâu sắc câu nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau, và góp phần rất lớn trong phong trào xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.